Xin được trở lại với những chuyển động của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nửa đầu tháng 5 năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang một thị trường quan trọng là châu Âu mới chỉ đạt 39,4 triệu đô la Mỹ, tức là giảm đến hơn 26% so với cùng kỳ của năm trước. Dịch Covid-19 tác động đến lưu thông hàng hóa khiến xuất khẩu cá tra sang thị trường này chưa thể thoát tăng trưởng âm. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Hà Lan giảm 21,7%, Tây Ban Nha giảm 33%, Đức giảm 50,8% và Bỉ giảm 38,2%. Dịch Covid-19 tác động đến lưu thông hàng hóa khiến xuất khẩu cá tra sang thị trường này vẫn chưa thể thoát khỏi mức tăng trưởng âm. Hiện phần lớn sản phẩm cá tra xuất khẩu sang EU là sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh. Trong đó, Hà Lan là thị trường xuất khẩu lớn nhất của doanh nghiệp cá tra Việt Nam. Đây cũng là thị trường xuất khẩu sản phẩm cá tra giá trị gia tăng lớn. Thêm một khó khăn khác với ngành thủy sản nói chung và cá tra nói riêng là các nhà nhập khẩu theo phương thức FOB bị khó khăn do chi phí vận chuyển đường biển cao. Giá bán cá tra tại châu Âu vẫn ổn định, nhưng nhiều nhà nhập khẩu dè dặt mua hàng. Trong 3 năm trở lại đây, trị giá xuất khẩu cá tra sang EU vẫn chưa thể thoát khỏi mức tăng trưởng âm ảm đạm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dự báo năm 2021, xuất khẩu thủy sản có thể đạt tới 8,8 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng gần 5% so với năm 2020. Dù vậy, để các sản phẩm Việt Nam chinh phục được nhiều thị trường thì cần tạo ra sự khác biệt rõ nét về cả chất lượng và hình thức. Tuy nhiên, đây lại là hai vấn đề lớn đang gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù kim ngạch xuất khẩu tăng, nhưng doanh nghiệp đang thua lỗ nặng bởi chi phí đầu vào lên cao, còn giá cước vận chuyển lại đội lên gấp 4 đến 10 lần. Thực tế mà nói thì các doanh nghiệp vẫn đang nằm trong cái trạng thái là cầm cự và chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây là thứ nhất là chuẩn bị vấn đề nguyên liệu thông qua các cái vấn đề về nuôi để mà đảm bảo được rằng có thể là sẽ có được cái nguyên liệu nó dồi dào hơn vào khoảng giữa năm để đáp ứng với cái tình hình chung hiện nay. Theo nhiều chuyên gia, để bù khoảng lỗ này, các doanh nghiệp nên đẩy mạnh xuất khẩu tôm ở dạng đông lạnh vào những thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và châu Âu. Đối với thị trường có quy định mới về kiểm dịch, các đơn vị cần chủ động nắm bắt và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, muốn làm được điều này phải có con giống tốt. Trong khi, tại Việt Nam, đây đang là bài toán khó giải của ngành thủy sản. Ở Việt Nam thì cũng không có nhiều đơn vị có đủ năng lực để sản xuất được con giống chất lượng cao. Có khoảng 1.000 cái doanh nghiệp để sản xuất tôm giống, nhưng trong đó có rất ít doanh nghiệp đủ điều kiện để đầu tư cho cái chất lượng con giống được cao, đặc biệt nhất là ứng dụng những công nghệ vào trong quá trình sản xuất. Bên cạnh tôm thì mặt hàng tỷ đô khác là cá tra cũng đang vấp phải trở ngại này. Thực tế, các hiệp định thương mại tự do là cánh cửa để ngành thủy sản mở ra những cơ hội giao thương khác. Nhưng chính rào cản đến từ nội tại đã làm chững tốc độ phát triển của ngành. Trong đó, thẻ vàng IUU mà phía EU đề ra là nút thắt mà ngành thủy sản chưa gỡ được. Không có cách nào khác là phải làm sao để gỡ cái thẻ vàng, để trở lại cái thẻ xanh và có cái khả năng để mà phát triển cái ngành hải sản. Vì Việt Nam là một cái đất nước mà nghề cá là một cái nghề chính. Thời gian gần đây, nhiều lô hàng thủy sản của nước ta bị trả về do vi phạm về an toàn thực phẩm. Điều này nếu còn tiếp diễn sẽ làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các địa phương phải xây dựng vùng sản xuất theo chuỗi an toàn khép kín, đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành thủy sản. Việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do mở ra cơ hội lớn cho ngành thủy sản của Việt Nam. Thế nhưng đi kèm theo thuận lợi lại có rất nhiều những thách thức. Trong đó, vấn đề đáng quan tâm nhất chính là nguyên liệu để nuôi trồng thủy sản, nhất là nguồn tôm nguyên liệu. Theo các chuyên gia, ngành tôm hiện đang thiếu hụt nguồn nguyên liệu chất lượng, truy xuất được nguồn gốc. Trong khi với các hiệp định này thì đây chính là điểm mấu chốt để gia tăng khối lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung trong những năm tới đây. Những vụ tôm thất bại do mua nhầm giống kém chất lượng trở thành nỗi ám ảnh đối với ông Lê Anh Tuấn và bà con ở tỉnh Ninh Thuận. Hơn 20 năm nuôi tôm, họ chỉ mong có được nguồn giống chất lượng để tạo ra tôm thành phẩm ổn định, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Con giống nó có yếu tố di truyền tốt, khả năng chống chọi bệnh tật tốt, thì người nông dân chúng tôi sẽ giảm bớt rất nhiều những cái chi phí khác để nuôi trồng, để đạt được cái kết quả tốt.
Theo bà con, quá trình nuôi tôm chi phí con giống chỉ chiếm 7-8%, nhưng lại đóng góp đến 50% hiệu quả của cả vụ. Chưa kể, giá tôm nguyên liệu của nước ta lại cao hơn tôm Ấn Độ từ 8-12%. Với giá thành như vậy, các hiệp định như EVFTA, dù có đem đến cơ hội thuế nhập khẩu về 0%, thì tôm Việt Nam cũng khó cạnh tranh với các sản phẩm của nước khác. Làm sao để có nguồn nguyên liệu đảm bảo nhưng có giá thành thấp chính là bài toán mà các doanh nghiệp vẫn chưa có lời giải. Điều kiện quan trọng đó là vấn đề cái khả năng đáp ứng về nguyên liệu nó có đủ hay không. Đó, thì tôi cho rằng là đứng trước những cái tình hình đấy thì vừa qua Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã có một cái chủ trương mà sản lượng tôm năm nay là phấn đấu ở mức khoảng 950.000 tấn đó, tôm nuôi. Vấn đề là làm sao để chúng ta thực hiện cho được cái con số đấy. Một thống kê cho thấy, tại nước ta có khoảng 1.000 doanh nghiệp sản xuất tôm giống, nhưng trong đó chỉ có khoảng 5-10% doanh nghiệp đủ điều kiện để đầu tư cho chất lượng con giống, còn lại là quy mô nhỏ lẻ, sản lượng ít. Trong khi đó, ngành tôm muốn phát triển thì cần phải ứng dụng khoa học công nghệ để tăng sản lượng, tạo ra con giống tốt. Bán được những con chip và một con tôm, giống như là mình cấp một cái giấy chứng minh nhân dân cho mỗi con tôm đó để theo dõi được từng cá thể một và tạo ra được những cái sự lai chéo, tránh sự cần huyết và tránh những cái yếu tố rủi ro về di truyền. Hiện nhu cầu tôm giống ở nước ta là khoảng 130 tỷ con một năm. Con số này sẽ tăng lên nữa khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu xuất khẩu tôm phải trên 4,4 tỷ đô la Mỹ vào các năm tiếp theo. Để giải quyết bài toán nguyên liệu, bên cạnh sự chủ động của các công ty, nhiều chuyên gia cho rằng nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng những trung tâm đảm nhiệm khâu thu mua nguyên liệu để kiểm soát được đầu vào, tạo ra nguồn giống chất lượng. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2022. Tổng kinh phí hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2022 là hơn 102 tỷ đồng. Số đối tượng dự kiến được tiêm vaccine là hơn 430.400 người. Trong một diễn biến khác, thì Lào Cai cũng đã phát hiện ca nhiễm virus COVID-19 đầu tiên. Theo đó, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 6 tháng trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu tiêm phòng và đảm bảo điều kiện tiêm chủng theo quy định, trừ các trường hợp tự nguyện trả chi phí tiêm. Hỗ trợ bồi dưỡng công tiêm phòng 7.500 đồng một mũi tiêm, tối đa không quá 150.000 đồng một người một ngày đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Qua khám sàng lọc ban đầu, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện trường hợp này đã được phân luồng vào khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để theo dõi và điều trị. Ngay sau khi phát hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần, tổ chức phong tỏa khu vực ca nghi nhiễm đã đi đến, tạm dừng chợ B Cốc Lếu, thực hiện các biện pháp truy vết dịch tễ, đặc biệt từ 0 giờ ngày 18 tháng 6, thành phố Lào Cai thực hiện theo chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.